Hello, chào anh chị em, các bạn trên YouTube. Hôm nay mình nói cho các bạn, kể cho các bạn nghe ở trong binh chủng thủy quân chiến là cái ngành nào mà khổ cực nhất không? Mà những người lính thủy quân chiến là ngán, không có ai muốn muốn xin vô làm mấy cái ngành này đâu. Cũng có một người vài người volunteer không, vì nhiều lý do. Thì mình sẽ nói cái ngành là gì ha. Thì nói thẳng ra là cái ngành mà khổ cực nhất ở trong binh chủng thủy quân chiến là cái ngành tuyển mộ, recruiting. Mà trước khi mình nói về cái chuyện mà recruiting tuyển mộ thì mình phải nói về cái cấu trúc, cái hệ thống mà binh chủng thủy quân chiến có những cái đơn vị như thế nào ha. Thì đứng đầu cái bộ chỉ huy mà để tuyển mộ lính là cái Marine Corps Recruit Command, không là đứng đầu cái bộ chỉ huy đó là cái ông tướng hai sao. Rồi dưới cái bộ chỉ huy và về tuyển mộ Marine Corps Recruit Command á, là nó chia ra hai vùng, vùng Tây với vùng Đông, không Western Recruit Region và Eastern Recruit Region. Thì cái Western Recruit Region là cho những cái tiểu bang mà thuộc về phía tây của cái con sông Mississippi, còn Eastern Recruit Region là cái vùng phía đông đó, là cho là coi như bao gồm những tiểu bang mà thuộc về phía đông của cái dòng sông Mississippi. Rồi hai cái vùng đông với vùng tây đó thì nó chia thêm làm nó có sáu cái district ha. Mỗi ba cái district là thuộc vùng phía tây, ba cái district là cái vùng phía đông, không rồi tổng cộng trong nguyên cả cái bộ chỉ huy mà tuyển mộ nó có là coi như là 48 cái recruit station, không rồi nó chia ra, nó đóng rải rác ở những cái thành phố. Thì hồi xưa mình có đi làm trong ngành tuyển mộ là từ ở cái vùng nó gọi là San Francisco, là cái vùng đó là để là RS San Francisco ha, là một trong những cái RS trong 48 RS tất cả đó. Thì là thường thường những cái RS Recruit Station đó là nó đóng rải rác ở những cái thành phố lớn trên xứ Mỹ. Và cái headquarter cái RS mình á là nó coi như là 12 hay là 10 cái RS là nó thuộc cái 12 district, cái headquarter của 12 district là nó đóng ở San Diego, chung với cái bộ chỉ huy của Western Recruit Region ha. Thì mình sẽ để cái hình cho các bạn thấy không cho dễ hiểu. Rồi ở dưới những cái RS là thường thường cái RS là nó có ba tất cả là bốn người sĩ quan chứ. Cái người sĩ quan đứng đầu là một anh chàng thiếu tá, không là hay là chỉ huy trưởng của cái RS Recruit Station, không rồi còn có ba người đại quý, một người là làm EXO, không là mình được vô cái làm cái nhiệm vụ đó. EXO là Executive Officer, là coi như là chỉ huy phó. Rồi cái người đại quý thứ hai nữa là anh chàng này là OPSO, là Operation Officer. Anh chàng này là cái người điều hành cho lính tuyển mộ và vừa là sĩ quan liên lạc cho cái đơn vị mà thuộc bộ liên quân á, coi như là cái MAPS á, Military Entrance Processing Station á, là coi như cái job của ảnh là process, coi như là ảnh là supervisor những người tuyển mộ ở trên đường phố. Và khi mà người ta tìm được lính rồi đó, cần phải khám sức khỏe hay là thi SVAP á, thì cái anh chàng này á, là coi như là phụ trách về cái chuyện đó, là cái anh chàng OPSO, Operation Officer. Rồi còn một người đại quý thứ ba nữa là cái người này là chuyên trách về tìm những học viên sĩ quan, coi như là đi tuyển mộ cho những cái chương trình PLC đó, Platoon Leader Class, giống như mình nói đó, không hay là tìm những người mà đã ra trường đại học rồi bây giờ muốn vô làm sĩ quan á, là cái anh chàng cái người này là OSO, Officer Selection Officer á. Thì nhưng mà hôm nay mình cái chuyện mình nói là nói về
phần đông là chú trọng về cái chuyện mà tìm tìm lính mới, không là bên tuyển mộ, bên enlisted recruiting. Thì mình kể cho các bạn là tại sao mà cái ngành này nó khó, nó khổ cực như thế nào, không để cho các bạn hiểu ha. Thì phần đông những người mà đi vô cái ngành tuyển mộ này á, là bị bắt vô là như thế này á. Mỗi năm á, thì cái bên tuyển mộ là nó cần những người lính khoảng trung sĩ nhất vậy đó để vô trong cái ngành tuyển mộ này. Thì nó có một cái team từ bộ chỉ huy Headquarters Marine Corps đó, nó đi nó phỏng vấn các đơn vị, rồi nó coi những người trung sĩ hay là trung sĩ nhất đó, rồi nó chọn, nó bắt mấy người đó coi như là phải sau khi mà họ phục vụ khoảng 5-6 năm đó, thì lúc đó họ lên trung sĩ gì không, mà bây giờ muốn đi tiếp tục đó, là một là bạn phải đi vô làm huấn luyện viên ở những cái trung tâm huấn luyện, hai là bạn phải đi tiểu mộ không. Thì nhiều người á bị bắt buộc chứ không phải là họ muốn, không trong lính Mỹ nó gọi là volunteer đó, có nghĩa là bị nói ok mà anh phải đi làm cái công chuyện này, không ấy là anh đi ra lính, không thì cái chuyện volunteer là như vậy, không còn mình thì mình volunteer, nhưng mà để khi nào á mình là tình nguyện vô làm trong cái ngành đó, để một vài lần nữa mình sẽ kể cái chuyện tại sao mình tình nguyện vô cái ngành tuyển mộ nha. Bây giờ mình chỉ nói cái chuyện mà tại sao nó khó, nó khổ cực như vậy thôi ha. Thì bây giờ đó không biết các bạn có biết không, thì bên Mỹ này bây giờ không còn là bị bắt quân dịch nữa. Cái chương trình mà draft á, quân dịch hồi xưa đó, thời chiến tranh Việt Nam á, là nó bị bỏ rồi, nó bỏ từ năm 1973 không. Bây giờ ai mà đi lính á, là coi như là được tuyển vô không rồi họ khám sức khỏe, họ đủ điều kiện về sức khỏe, về y tế, về coi như là văn hóa, coi như là phải pass cái SFAP mới được đi lính không. Thì theo thống kê bây giờ đó, coi như là trên 70%, coi như là khoảng 71% là coi như là thanh niên nam nữ bên Mỹ á, họ không có điều kiện, không có hội đủ điều kiện để đi vào lính không, nhất là sức khỏe không, nhiều em bị béo phì không, một số thì có bệnh này bệnh nọ không, không có hội đủ sức khỏe, rồi một số thì coi như là không có cái văn hóa, không có pass nổi cái test SVAP để đi lính không. Thì đi tuyển mộ nó cực là cực như vậy không, tại vì thí dụ như bạn biết được có cái em này muốn đi lính, nhưng mà cái em này mới có 17 tuổi, không phải cần cha mẹ ký giấy, cha mẹ không chịu ký, không cha mẹ không muốn cho con mình đi lính, rốt cuộc coi như là mình phải bỏ cái chuyện này, bởi vì làm cái ngành tuyển mộ nó cực cực như vậy. Cái thứ hai nữa là như các bạn mà có con em mà trẻ, cái tuổi thiên đế chờ là các bạn biết là tụi nó thay đổi sành sạch chứ gì không. Bữa nay nó nói ôi nó muốn đi lính, cái tự nhiên ngày hôm sau cái nó đăng rồi cái nói ô tôi không muốn đi lính nữa. Cái chuyện đó là rất thường xảy ra. Thì bởi vậy lính tuyển mộ coi như là phải tìm được những em nào, rồi ký contract, rồi phải coi như là phải tập cho những cái em này phải pass những cái test không, về thể lực không, rồi để chuẩn bị cho các em này đi quân trường không. Bởi vậy có nhiều người họ xin vô lính rồi cái trước khi đi quân trường cái họ bỏ, tại vì đó theo luật Mỹ đó, bạn ký contract là ký vô cái pool, để mình nói cái pool là pool như thế nào. Khi mà cái người lính tuyển mộ mà đăng ký bạn vô rồi đó, họ bỏ bạn vô giống như một cái bathtub vậy không. Rồi cái mỗi tuần là ở cái văn phòng RS Recruiting Station San Francisco của mình á, coi như là mỗi tuần phải gửi coi như là có cái chỉ tiêu đàng hoàng, cái quota đó là phải gửi coi như là bao nhiêu nam tân binh xuống cái trại huấn luyện ở San Diego, rồi coi như là mỗi tháng phải gửi bao nhiêu em nữ tân binh đi về South Carolina, cái coi như là cái chỗ mà huấn luyện cho nam tân binh ở phía đông
của dòng sông Mississippi á, và nơi đó cũng huấn luyện nữ quân nhân thủy quân chiến luôn, đúng không? Thì mỗi tháng phải gửi bao nhiêu em gái tới cái trường huấn luyện ở bên South Carolina, Paradise Island, đúng không? Thì khi mà nói đến mấy em nữ quân nhân, nữ thủy quân chiến đó, rồi mình phải nói thêm không, nhiều khi tụi này có cái chỉ tiêu coi như là một tháng hay là một năm, cái này là nó tính theo năm hay là cái tam cá nguyệt, là phải tìm cho được bao nhiêu female đó, là những người nữ tân binh đó, coi như là tụi này phải ra chỉ tiêu đàng hoàng, chứ không phải là, tại vì trong lính là lính thông chiến là coi như là phải làm theo luật, là coi như là Quốc hội Mỹ, là coi như là giờ muốn bình đẳng, không muốn cho người phụ nữ có nhiều cái ngành, nhiều cái job ở trong binh chủng thông chiến, không giống như các binh chủng khác là bị bắt buộc phải bỏ một tháng là phải bỏ bao nhiêu vô cái system, bao nhiêu người lính mới là phải là người nữ, không? Các bạn hiểu không? Rồi ngoài cái chuyện mà tìm cho bao nhiêu người nữ quân nhân á, tụi này còn phải bị có những cái chỉ tiêu khác, ví dụ như là trong cái đám lính mà tụi này tuyển mộ, hay là cái đám sĩ quan tụi này tuyển mộ đó, là cái phải có bao nhiêu người gốc da đen ha, rồi bao nhiêu người gốc Mãi nói tiếng Tây Ban Nha nữa, không, bởi vì nó rất là cực nhọc, là cực nhọc như vậy, không phải cực nhọc về thể lực nhưng mà bị cái stress á, thì cái binh chủng quân chiến á, là tụi tuyển mộ nó nói á, là coi như là những cái đơn vị tuyển mộ không phải là còn là giống như là lính bình thường nữa, không, làm trong ngành tuyển mộ là tuyển mộ nó giống như là một cái những cái nơi mà bán xe gì đó, mà bán xe này không phải là xe bình thường mà xe hạng sang, phải không? Tại vì mình nói như thế này, tụi nó ưa nói là bộ binh á, là coi như là bán mấy cái chiếc xe giống như là xe Chevrolet, phải không, xe giỏm, xe Mỹ bình thường, còn tụi thủy quân chiến á, là bán cái loại xe, bán cái product á, là bán loại xe Mercedes, không? Là tại sao như vậy, là tại vì trời, mình tìm một người, không, phải muốn đi thủy quân chiến, mà thủy quân chiến á, là coi như là bạn phải muốn đánh giặc, bạn phải là coi như là committed, là coi như là có cái lòng, không, có cái ý chí làm lính Marine, chứ không phải là bạn vô trong lính Marine đó là bạn chỉ nghĩ đến chuyện benefit, được đặc quyền gì, được quyền lợi gì, được tiền như thế nào để đi học, phải không? Thì bởi vậy cái lính thủy chiến đó, nó khó cực như vậy. Rồi đã vậy rồi, bạn vô trong lính thủy chiến đó, bạn không có được cái benefit gì hết, rồi bạn còn phải coi như là đi học cái quân trường, nó còn khó, nó khổ cực hơn là những cái quân trường ở của giống như bên không quân hay là bên bộ binh, phải không? Thì bởi vậy khó là khó như vậy, không, thì lính làm tuyển mộ nó rất là cực nhọc như vậy. Để mình nói cái làm như thế nào ha, thì coi như là tụi lính mà tuyển mộ thủy quân chiến nó đi làm nhiều khi cả 7 ngày một tuần, là như thế này. Tại mỗi ngày nó vô là nó có những cái list, là coi như là mình mua được từ những cái học khu đó, rồi đưa cho nó, thì tụi nó gọi sáng thì nó phải gọi điện thoại cho mấy cái em mà học lớp 12 á, là coi như là bây giờ đã ra trường, gì không, tìm gọi những em đó, rồi hẹn cái em đó có cái appointment để gặp, để nói chuyện, coi như là giống như là bán vậy đó, giống là cold call, giống như bạn gọi cho những người muốn mua insurance hay là mua hãng bảo hiểm, không, hay là mua xe vậy đó. Đó, bạn phải làm mấy cái chuyện đó, rồi bạn tìm gặp mấy người đó và vô nói chuyện, rồi bạn phải make sure mấy người đó pass được tất cả những cái gì đó, rồi bạn phải train nữa. Thứ bảy á, cái ngày thứ bảy á, là cái ngày dùng để tập cho những em ở trong cái pool, phải không? Những em mà đã đăng ký vô rồi đã phải tập để chuẩn bị cho các em đó đi đến quân trường. Còn hôm chủ nhật á, thì mỗi sáng thứ hai á, là tụi này phải gửi như mình đã nói là một tuần phải gửi bao nhiêu lính tân binh xuống San Diego, thì coi như là chiều chủ nhật là mấy anh chàng tuyển mộ này á, và lái xe chở mấy em mà đã đăng ký rồi đó, là lên đường, là chở mấy em này tới cái khách sạn của cái MAPS á, để cho các em này vô khách sạn ở, rồi để ngày hôm sau thứ hai á, là có vé máy bay bay xuống cái trung tâm huấn luyện ở San Diego, phải không?
Rồi đôi khi tìm không ra được, nó có nhiều đứa nó đăng ký xong mà cái nó bỏ cuộc, cái nó không có nói với mình, cái nó biến đi mất tiêu. Thì tụi tuyển mộ phải tìm cho ra được, không là cái stress đó là như vậy, không coi như là rất là bận bịu. Nói thật á, thì cái chuyện mà cái stress đó, nó làm được đến nỗi là coi như các bạn biết đó là cái tụi mà làm tuyển mộ á, nó có cái divorce, cái ly dị á, cái rate á, rất là cao, cao cũng tương đương mấy người làm cảnh sát hay là ở bên lính cứu hỏa vậy đó. Tại vì coi như là bạn tối ngày chỉ nghĩ đến ở trong lính nó gọi là mission, ở trong marine nó gọi là mission, là production, phải không? Là cái nhưng mà mình nói thẳng ra, nếu mà bên dân sự á, cái là cái chỉ tiêu, cái quota bạn phải tìm, coi như là mỗi tháng phải tìm được ít nhất á, là khoảng 2 hay 3 người, phải không, đăng ký vô. Rồi coi như là khi mà bạn vô, họ đăng ký vô rồi, bạn phải lo tập dượt cho mấy em đó để chuẩn bị đi gửi xuống cái chỗ huấn luyện tăng binh, đúng không? Bởi vì nó cực khổ, là cực khổ như vậy các bạn, chứ làm tuyển mộ rất là cực. Mà các bạn có, nếu mà các bạn mà có hỏi mình á, là họ họ có được tiền lương, tiền thưởng gì khi mà một người đã đăng ký không, không không có, các bạn không có chuyện mà coi như là mỗi đầu người, giống như ở ngoài mà người ta tìm cho một cái việc làm cho một cái người nào mà xin vô việc làm một cái công ty đó, coi như là họ trả cái công ty đó coi như là 5.000 đô nhiêu, không, ở trong quân đội không có chuyện đó. Bạn bạn không có chuyện, không có chuyện mà coi như là bạn recruit, bạn tuyển được một em vô lính là bạn được 5.000 đô hay 10.000 đô một đầu người, phải không? Không có chuyện đó. Mỗi tháng mà những lính tuyển mộ làm trong tuyển mộ đó, thì mỗi tháng họ được coi như cái reimbursement đó là được cho 75 đô thôi. 75 đô đó là cho cái gì? 75 đô đó là cho các bạn, giống như các bạn chở cái em đó xuống cái văn phòng để thi vô gì, rồi rồi bạn mua coi như là hamburger ở McDonald's hay Burger King á, bạn mua cho cái em đó cái miếng bánh á, thì bạn sẽ về làm giấy tờ để xin lại cái tiền, giống như là claim đó, để bồi thường lại, coi như là tháng này tôi xài, coi như là bạn phải đưa cái receipt. Thì cái người làm Excel á, cái người làm chủ huy phó của mình á, là mình lúc nào cũng duyệt cái chuyện đó, là mỗi tháng bạn chỉ được có 75 đô thôi về cái chuyện đó, không mà bạn phải show receipt đàng hoàng. Thí dụ như bạn mua cái Popeye chicken hay cái gì cho cái đứa cái trẻ đưa cái nam thanh niên mà xin đăng ký vô lính á, bạn mua cho nó, bạn phải giữ cái receipt, rồi về lại văn phòng bạn điền cái form, không rồi 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 xong cái cuối tháng cái tụi này mới approve, mới trả tiền cho cái người lính tuyển mộ để lấy lại cái số tiền 75 đô đó, không. Còn về cái chuyện mà thì thật sự cái này nó cũng không phải là cực nhọc, không, nó cũng có nhiều cái là thứ nhất là bạn là coi như là được tự do, không. Khi mà bạn làm lính tuyển mộ thì bạn được cấp một cái chiếc xe. Chiếc xe có cái government plate đó, để các bạn chạy, không, đi đi trường học rồi đi chở những em đi đăng ký, đi thi này nọ, đi khám sức khỏe, rồi chở đi giấy tờ, làm giấy tờ cho các em, phải không? Thì các bạn có cái freedom, các bạn ở ngoài đó coi như là ngành tuyển mộ đó, là không có khe bạn làm sao á, miễn mỗi tháng bạn đăng ký được 3 em vô lính vào là xong, là coi như là tụi này có để yên, không. Và thêm một cái cực nữa là thí dụ như mình nói gì là cái chuyện mà thi thể lực á, là coi như là mỗi mỗi năm á, các bạn phải thi thể lực 2 lần gì, không. Nhưng mà khi mà bạn làm tuyển mộ coi như là đầu tắt mặt tối, không, lúc nào bạn cũng phải nghĩ đến cái chỉ tiêu, coi như là một một tháng bạn phải đem vô nhiều em, phải ký contract cho bao nhiêu em, rồi rồi chở những mấy em đó đi xuống quân, chở các em đó tập cho các em đó vào ngày thứ bảy vậy, phải không. Coi như là bạn không có cái thời gian, để tập
để tự tập không, tự chạy bộ rồi để giữ gìn cái thể lực của bạn nữa. Thì bởi vậy có rất nhiều những người đi tiểu mộ á, là đều bị lên cân á. Mình hồi xưa á, là coi như là lúc mà mình tới cái đơn vị tiểu mộ á, là lúc đó là mình bận cái quần size có 39 à không, mà mình chạy bộ coi như là điểm cũng là 280 275 điểm trên 300 vậy đó. Sau gần 3 năm làm tuyển mộ là lúc là cái quần 29 lên thành 32, cái size 32 không. Còn chạy bộ mình từ điểm 270 mấy 80 mấy mình xuống còn có chừng 260 không, coi như là chạy chậm lại. Tại vì á các bạn có chiếc xe riêng, các bạn chạy rồi bận rộn quá, các bạn ăn uống thì đâu có ăn uống bình thường giống như ở trại lính hồi các bạn ăn trại ăn, hay là nếu các bạn có gia đình thì các bạn dở cơm đi theo không, còn con không có. Các bạn ăn khi các bạn giống như là thường thường là đi qua những cái chỗ mà drive through đó không, McDonald's hay là Burger King toàn là fast food không à. Bởi vậy nhiều người lính làm tuyển mộ họ đều lên cân hết là như vậy không. Thì cái cực là cái cực trong đó không, mà làm xong cái đó rồi bạn mới thấy là cái tuyển mộ trong lính đó là cái dark side không, là coi như là tụi lính Mỹ nó nói là cái dark side của trong đi lính, mà đi lính là phải làm như vậy các bạn. Tại sao họ phải làm như vậy? Tại vì nếu mà các bạn không có chịu đi thêm vô ngành tuyển mộ thì các bạn phải đi ra thôi không. Mà nhiều người lính đó, họ cũng giống như mình, ai cũng muốn đi 20 năm để về hưu phải không, chứ các bạn mới vừa đi có 5 6 năm mà bây giờ các bạn đưa cho bạn hai cái option, một là đi tuyển mộ để ở lại, hai là đi ra. Không có nhiều người 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 ta thích đi lính, người ta đâu có muốn đi ra không, bởi vậy phải đi làm tuyển mộ không. Mà như nãy mình đã nói cái chuyện mà về ly dị nó rất là cao phải không, cái chỉ số ly dị, cái divorce rate nó rất là cao cho mấy người làm tuyển mộ. Và cũng có nhiều người có nhiều chuyện buồn, như mình biết có nhiều người tuyển mộ đó họ bị stress dữ quá đó, một số tự tử giống như mình nói đó. Tại vì coi như là mỗi tháng bạn phải phải kiếm cho được ba đứa chịu đi lính không, rồi khi mà bạn kiếm được rồi bạn phải giữ nó nữa. Rồi nhiều khi để mình kể thêm cái chuyện này nữa, mình làm cái cấp chữ nhì phó của cái recruit station San Francisco đó, coi như là mình cũng có một cái chỉ tiêu, một cái mission đó, là mỗi năm mình phải kiếm cho được ba người đi quân nhạc không. Nhà cái chuyện mà đi quân nhạc là mấy người mà biết thổi kèn đánh trống không, mà họ không có bắt mình là phải tìm cái instrument gì hết không, họ chỉ cho mình cái coi như là cái điểm, coi như là mỗi năm mình phải lấy được coi như là 13 điểm. Mà cái điểm á, cho cái chương trình mà quân nhạc đó là nó tùy theo cái instrument. Thí dụ như cái instrument mà French horn á, cái kèn French horn á thì nó khó hơn, ít người nào biết chơi thì cái điểm nó lại càng cao không. Tại vì tùy theo cái sự cần của những cái đội quân nhạc á, thường thường những cái đội quân mà cấp quân đoàn trở lên á là thường thường nó có một cái đội quân nhạc. Thì trong cái đội quân nhạc đó nhiều khi nó nói ok cái năm này á cái người mà chơi piano sẽ đi ra lính, bây giờ nó cần một cái người lính biết chơi nhạc không, là biết đánh đàn piano thì mình phải tìm không. Thì có một lần mình sáng tìm không được, đến gần cuối tháng 9 không, coi như là cái fiscal year đó, tháng 9, gần cuối tháng 9 luôn mới tìm được. Coi như là mình có một cái anh chàng tuyển mộ đó tìm cho mình được một người chơi âm nhạc không. Mà trong lúc làm cái đó mình cũng tốn tiền dữ lắm nha. Có lần mình tìm được bọn lính tuyển mộ cho mình á, nó tìm được một đứa biết chơi cái thổi cái kèn French horn. Mà khi mà tìm được rồi đó là cái những người mà muốn đi vô quân nhạc á phải qua một cái audition không, mình phải coordinate không, một người là làm trong quân nhạc á ở San Diego bay lên, rồi bay lên để audit để coi cái người này biết chơi không không. Rồi cái thằng đó nó chơi không có giỏi, rồi mình sức tiền túi mình nha
Anh chàng này đây bỏ tiền túi ra cũng khoảng gần 300 đô để cho cái đứa bé đó nó đi học thêm đó, nó kiếm thầy nó học thêm để 2-3 tháng sau mình kêu cái anh chàng mà auditor đó bay lên trên cái vùng San Phan nữa để audit nữa. Bởi vì các bạn thấy không? Nhưng mà cái thật sự là cái khổ nhất làm lính tuyển mộ á là các bạn phải deal không, phải với mấy đứa trẻ, nó gọi là teenager đó. Mà các bạn biết nếu mà các bạn mà có con cái tuổi teenager là tụi nó thay đổi xanh sạch không, là coi như là cái đó là cực nhất. Tại vì không, các bạn đi lính các bạn là lúc nào cũng u ra không, coi như là các bạn là coi như là yêu thích cái nghề của bạn. Nhưng mà khi mà các bạn nói đến cái đứa trẻ nó đâu có khe gì đâu không. Rồi có một cái nữa để mình nói thêm ha, để rồi xong rồi mình ngưng nha, là tùy theo cái vùng bạn tới nữa. Mình hồi đó đi tuyển mộ ở vùng San Francisco á, ở dân đó là dân phản chiến rất là nhiều không, nhiều người đó là họ ghét lính lắm không. Có một lần mình với anh chàng sergeant major, coi như là thượng sĩ già đó, của cái đơn vị tuyển mộ của mình, đi 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 đám ma, chứ đi đám ma của một người lính chết. Mình đi về trên đường về á, cái người chạy xe kế bên mình á, lúc mà kẹt xe đó, họ thấy mình bận bộ quân phục dress blue đàng hoàng, nhưng mà họ giơ tay lên đưa đưa mình gì ông sói chầm mấy chờ cái finger không, chửi mình phải không. Thì mình biết mấy người đó họ ghét mình phải không, thì thôi cái chuyện đó là như vậy không, mình phải chấp nhận không. Mình muốn đi phục vụ 20 năm thì dù cái nhiệm vụ nó khó khăn nó khổ cực như thế nào thì mình cũng phải cố gắng làm cho tới cùng. Thôi hôm nay mình nói chuyện cũng đủ rồi ha, để ngày hôm kỳ tới mình sẽ kể cho các bạn khác nghe một đề tài khác nha. Ok, cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nha, bye bye.